Hi, chào mừng mọi người đến với lớp học lập trình miễn phí Coder Tokyo. Thì hiện tại anh Thịnh đang dần hoàn thiện cái khóa học Master CSS 2018 này. Thì khóa học này đã cập nhật được 40 bài giảng và sẽ tiếp tục cập nhật thêm trong những ngày sắp tới. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm một cái ví dụ, một cái bài tập đơn giản nhằm ôn lại cái kiến thức đã học trong khóa học Master CSS này. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái component, đó là cái nút trượt giống như trong hệ điều hành iOS của Apple. Thì thông thường khi nhắc đến cái nút trượt này thì các bạn thường sẽ nghĩ ngay đến việc là dùng JavaScript để điều hướng chuyển động cho các phần tử riêng biệt. Nhưng mà trong cái ví dụ ngày hôm nay thì mình chỉ cần dùng đến CSS thôi là có thể làm được cái nút trượt như thế này rồi. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn viết một cái nút trượt giống iOS và chỉ cần dùng CSS để viết thôi, không cần dùng JavaScript. Thì bây giờ các bạn để ý cái nút trượt này á, cái nút trượt này nó sẽ có hai trạng thái, đó là tắt và mở, tắt và mở. Thì nó giống với một cái nó giống với một cái phần tử HTML, đó là phần tử checkbox. Thì các bạn có thể thấy cái ô checkbox này nó cũng có hai trạng thái là tắt, mở, tắt, mở, tắt, mở. Nó rất là giống với cái nút này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tùy biến cái ô checkbox này thành một cái nút dạng trượt giống iOS. Và chúng ta chỉ cần dùng CSS mà thôi. Bây giờ mình sẽ tô màu, mình sẽ thiết lập lại cái nền cho nó đẹp đẹp một tí. Bây giờ mình sẽ cho cái body nó hiển thị dạng flashbox. Flash. Và mình sẽ canh giữa. Canh cho cái ô này nằm chính giữa màn hình để các bạn dễ nhìn hơn. Justify content center align item center. Và set cái chiều cao cho nó là full màn hình. Thì các bạn thấy là cái ô checkbox của mình nó đã dăng ra giữa màn hình rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tùy biến cho nó. Lúc nãy mình đã đặt cho nó cái last là squid. Và bây giờ chúng ta sẽ tùy biến cho cái last này. Thì cái ô checkbox này cũng sẽ được tùy biến theo. Thì trong CSS nó có một cái thuộc tính mà mình cũng mới biết gần đây thôi. Đó là WebKit Appearance. Thì cái appearance này á, nó sẽ làm cái phần tử của mình biến mất. Này các bạn có thể xem lại là ở đây mình sẽ comment và mình sẽ cho chạy lại. Thì cái checkbox của mình vẫn còn y nguyên ở đây. Nhưng nếu mà mình thêm cái thuộc tính appearance vô á và mình chạy một cái thì cái flashbox, cái checkbox của mình nó sẽ bị biến mất. Thì appearance á, nó có nghĩa là cái sự nó sẽ khôi phục lại cái tình trạng nguyên gốc của một phần tử. Ví dụ như lúc nãy cái checkbox của mình, cái checkbox của mình nó sẽ có một số thuộc tính như là đường viền, màu nền và nội dung của nó là một dấu check. Và khi mình dùng cái thuộc tính appearance này á thì nó sẽ reset tất cả cái thuộc tính của cái checkbox này về thành dạng rỗng, có nghĩa là nó sẽ nguyên thủy, nó giống như một cái thẻ div vậy, nó không còn cái thuộc tính gì nữa. Thì chúng ta mới có thể tùy biến nó theo ý của chúng ta được. Thì sau khi mà reset nó lại về dạng trống, dạng nguyên mẫu, thì mình sẽ tùy biến cho nó theo ý của mình. Thì mình muốn cho cái độ rộng của nó là 50 pixel và chiều cao của nó là khoảng 24 pixel. Màu nền của nó thì mình sẽ cho là C6 để nó ra một cái màu xám. Đây các bạn có thể thấy cái nút của mình nó sẽ có dạng như thế này. Và mình cần phải bo tròn hai đầu để cho nó giống cái nút trượt này. Thì thuộc tính bo tròn sẽ là border radius. Mình sẽ bo tròn cho nó dư dư một tí.
Thì bây giờ nó sẽ tròn, nó được bao tròn hai cái đầu rồi. À, không mấy cái này mình nhân 2 lên đi cho các bạn dễ nhìn. 80, 40. Đây, nó sẽ bự hơn một tí. Thì mình sẽ bo tròn hai cái đầu xong rồi. Bây giờ thì mình đã có cái khung rồi. Và các bạn ý ở đây nó có một cái đường viền. Nhưng mà nếu các bạn không muốn làm đường viền cũng được. Nhưng mà ở đây mình sẽ làm đường viền luôn cho nó giống. Border, đường viền là border 1 pixel. Solid gray. Đây các bạn sẽ thấy nó có một cái đường viền ở ngoài. Thì bây giờ chúng ta đã có được cái khung của nó rồi. Và khi mà người dùng check vào thì nó sẽ chuyển cái màu nền sang là màu xanh. Thì cái thuật tính check của cái mình sẽ viết cái thuật tính của nó khi mà nó được check vào, có nghĩa là khi nó được bật lên thì màu nền sẽ thành màu xanh lá. Background color medium sea green. Mình thử nha. Đây. À. Nếu các bạn muốn click mà nó không có hiện cái hình vuông xung quanh này thì các bạn thêm cái thuật tính là outline, có nghĩa là đường viền ở ngoài, là về chuyển nó về nên cho mình. Thì các bạn click vào nó sẽ không hiện cái dòng vuông bao bọc ở ngoài nữa. Border ở dưới đây cũng vậy luôn, 1 pixel solid medium, nó sẽ chuyển cùng màu luôn. Đây các bạn nhìn nha, đó mình click thì nó sẽ chuyển từ màu xám thành cái nền màu xanh. Click click, tắt mở. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái vòng tròn cho nó. Thì cái vòng tròn này mình sẽ dùng thuộc tính là squid và before. Thì before là cái gì bạn vui lòng xem trong khóa học CSS của anh Thịnh nha. Vì cái kiến thức về cái này nó hơi dài, nếu mà mình nói ở đây thì nó sẽ mất thời gian lắm. Thì mình sẽ tạo một mình sẽ cho cái khung ở ngoài này position là relative, để nó có vị trí tuyệt đối. Thì bây giờ cái before của mình sẽ là một cái vòng tròn. Trước hết là các bạn đừng có quên cái thuộc tính content này, nếu không nó sẽ không chạy. Thì cái độ rộng của cái vòng tròn của mình thì mình sẽ cho nó khoảng nó bằng độ rộng nó sẽ bằng với cái chiều cao, bởi vì nó là một cái hình vuông được bo tròn lại mà. Thì cái chiều cao của mình là 44 pixel, mình sẽ cho cái độ rộng của nó khoảng 42 pixel để nó có một cái khoảng dư nhỏ. Và chiều cao của nó cũng là 42 pixel. Top position absolute để nó căn chỉnh theo hàng cha của nó. Thì nó là before cho nên nó sẽ là con của cái thằng squid này. Và mình sẽ dùng absolute để nó căn chỉnh theo cái relative của thằng squid. Và cái màu nền của cái cục tròn ở trong nó sẽ là màu trắng. Đây các bạn sẽ thấy nó có một cái hình vuông. Bây giờ trước khi để màu trắng thì mình sẽ để màu đỏ cho bạn xem cho nó dễ hơn. Thì nó sẽ là một cái hình vuông màu đỏ như thế này. Mình sẽ tiến hành bo tròn nó lại. Border radius 50% luôn, là nó sẽ tròn vo luôn. Đây, nó sẽ nằm trọn trong đây luôn đúng không? Thì top của nó là 0 pixel, left cũng là 0 pixel. Thì nó sẽ nằm trọn trong đây. Bây giờ mình sẽ đổi màu nền của nó là thành màu trắng. Đây, nó sẽ thành màu trắng. Cái nút này mình nên cho nó dài ra một tí, để một tí nó trượt nhìn nó đẹp hơn. Đây, dài quá rồi. Đó. Thì bây giờ là đến cái phần khó nhất, không phải khó nhất mà nó sẽ là phức tạp nhất. Đó là cái nút của mình khi mà được check và nó sẽ tác động lên cái lớp before. Thì cái dòng này nó ý nghĩa như thế nào? Đó là cái lớp là cái khung này khi mà được check
khi mà được bật lên thì nó sẽ tác động vào cái vòng tròn này, là cái vòng tròn này sẽ trượt sang phải. Thì nó sẽ trượt sang bao nhiêu? Nó sẽ trượt sang là bây giờ mình phải tính. Ở trên đây là cái độ rộng của nó là 84, mà cái bản thân của nó đã rộng 42 rồi, thì nó sẽ còn khoảng 32 pixel. Mình thử nha. Ôi sao nó không trượt nhá. À cái này dấu 2 chấm. Mình quên. Đây, 32 nó chưa sát mí lắm. 42 chứ. 42 thì nó đi lố quá rồi. Đây. Khoảng 41 là nó nằm sát mí bên kia luôn. Thì các bạn có thể thấy là nó sẽ trượt qua. Nhưng mà nếu mà mình muốn cái nút trắng này nó trượt qua, nó mượt thêm một chút, thì mình sẽ thêm cái transition, là cái thời gian chuyển động của nó là 200 mili giây. Bây giờ các bạn nhìn nó trượt rất là mượt nha. Đó. Tuy nhiên là có một vấn đề nữa là cái cục trượt với cái tô màu nền nó không có đều nhau lắm. Cho nên mình cũng sẽ cho cái transition của cái khung là transition 200 mili giây luôn, cho nó đều với nhau. Đây, bây giờ là trượt màu và cái cục tròn nó chuyển đều với nhau rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần ra đây và nhân đôi lên bao nhiêu nút các bạn tùy thích. Thì đó, thì đây sẽ là một cái component của riêng bạn. Và mình xin kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn muốn mình làm thêm nhiều thứ hay bằng CSS nữa thì cứ việc đề xuất với anh Thịnh nha. Anh Thịnh cho phép thì mình mới dám làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.